Rồi, nhiệt liệt chào mừng bà con lại trở lại với Facebook buổi chiều hôm nay mùng 5 tháng 5 của cơ khí nông nghiệp cày trào Phú Hải. Tọa tại xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Rất vui và tự hào được anh em và bà con mọi miền cũng như là khắp nơi tin dùng và ủng hộ. Buổi chiều hôm nay em lại tiếp tục bố trí các sản phẩm chợ của mình lên phục vụ bà con Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình. 3 dàn cày 5 chảo cho máy 4018 cộng dàn bừa lăn lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay.